sao rồi con mâu thuẫn với bạn thì con sẽ giải quyết như thế nào? Con có quen cô giám thị. À, giám thị. À, có một cái người kỷ luật. Con người là sao rõ trong trường nên wow, có chức vụ có kỷ luật. Nhưng mà ở nhà thì không biết là bé Khải Doanh là có quậy lắm không? Cũng hơi xương xương thôi. Vậy là có quậy, hơi xương xương là có. Rồi, Tâm Đan ơi, ở nhà Khải Doanh là có quậy đó. Ở nhà con có quậy không? Cũng không kém tí nào. Kém, chưa kịp hỏi con là bố trả lời. Vậy thì bố với mẹ, mỗi lần mà con lỡ con làm sai hay là con có quậy thì ai sẽ là người nghiêm khắc với con hơn nè? Dạ mẹ. Mẹ nghiêm khắc. Dứt khoát luôn. Những lúc như vậy thì mẹ thường như thế nào? Dạ mẹ rất là nghiêm khắc mà mẹ trong em, mẹ vừa la mẹ vừa trong em luôn. À, em con cũng khóc theo luôn. Vậy hả? Có bao giờ mẹ đánh nhẹ vô mông con một cái không? Dạ có. À, những lúc như vậy bố có ở đó không? Dạ không. Không. Con có về mét lại bố không? Dạ có, nhưng mà bố kêu là con quậy quá nên mẹ mày đánh thôi chứ. À, mẹ nói là mẹ thương con. Có nghĩa là bố có giải thích là vì con quậy mẹ mới đánh chứ mẹ thương con. Dạ. Thường nếu như mà bố với lại mẹ thì ai sẽ là người chăm lo cho tụi con về việc học hành nhiều hơn? Bây giờ con hỏi Khải Doanh trước nha. Dạ. Theo con thì là cả hai luôn. Cả hai luôn. Ơ, nhưng mà có nghĩa là mỗi người chia ra đều một môn để mà chỉ cho bé hả bố Tài? Đúng rồi. Dạ. Mình thì lo đi làm thôi, còn để ở nhà mẹ sẽ chăm em ở nhà. Rồi dạ, là mẹ sẽ lo về việc dành thời gian học hành cho bé nhiều hơn. Dạ, còn học ở bên đây như thế nào ạ? Thì thường thường thì mình là lo nhiều hơn. À. Vì ở nhà là còn có một bé nhỏ nữa. À dạ. Mới sinh được mấy tháng á, nên nhiều khi bận rộn nữa. À dạ. À, đây là có một bé nhỏ về thì là Tâm Đan có thương em không nè? Dạ có. Nhưng mà Tâm Đan có bao giờ ẵm em chưa, phụ mẹ mà giữ em giùm mẹ chưa nè? Dạ rồi. Dạ rồi, những lúc mà em quấy khóc thì Tâm Đan sẽ như thế nào? Dạ con kêu mẹ. À kêu mẹ. Có bao giờ mình nếu như mẹ bận thì lúc đó Tâm Đan sẽ giải quyết như thế nào? Nếu mà giờ em khát sữa, em quấy, em khóc á, Tâm Đan xử lý làm sao? Dạ con ẵm lên, con dỗ cho đi ngủ luôn. Ẵm sao bây giờ? Tưởng tượng đây, đây là em nè. Tưởng tượng đây là em nè. Bây giờ em đang khóc. Rồi, vỗ lưng em hả? Tại em thấy hai bé rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Thì không biết là tụi con đi học ở trong trường á, có bao giờ tụi con mâu thuẫn với bạn chưa? Dạ rồi. Bên hông một bên rồi đó. Bên hông bên hồi rồi, bây giờ mình hỏi bên rồi đi. Tại bên rồi nó mới có chuyện đúng không? Làm sao rồi con mâu thuẫn với bạn thì con sẽ giải quyết như thế nào? Dạ con sẽ... con có quen cô... Cô giám thị. À, giám thị. À, có một cái người kỷ luật. Có người kỷ luật rồi đó, con xử lý như thế nào? Dạ chị, con là sao rõ trong trường nên có chức vụ. Rồi rồi sao mình sao rõ như vậy rồi, có nghĩa là mình mâu thuẫn với bạn rồi, lúc đó là mình sẽ nhắc nhở bạn đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn sai thì con nhắc nhở bạn, còn con sai thì con xin lỗi bạn. Biết là cái nào sai là biết xin lỗi, cái nào là bạn sai là mình phải chỉnh bạn liền. Quá dễ thương, quá đáng yêu. Sổ tại vì sao đỏ mà. Sổ đọc cho cô giám thị. Sau cái đầu tuần cô giám thị sẽ đọc bạn. Ví dụ bạn Phương Lan ăn hiếp bạn Tâm Đan đứng trước cột cờ. Đúng không? Đúng không? Thấy chưa? Sao đỏ là có quyền lực lắm nha.